Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6, 2022. Chương trình chia sẻ vườn cảnh anh Bùi Toản, địa chỉ tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta sẽ vào thăm không gian vườn anh Bùi Toản. Sau đó như thường lệ, những cái tác phẩm sẽ được đưa lên cái mâm xoay trước một cái phông rất đẹp. Vườn cảnh Bùi Toản sẽ giao lưu cùng với chúng ta. Cái lô tùng mà có kích thước lớn ở các cái khu vực ở góc sân, những lần trước tôi chia sẻ, đã được anh em làng chơi trên cả nước đón nhận và đã chuyển đi gần như hết rồi. Đợt này canh bổ sung một số những cây tầm nhỏ và chủng loại cây thì rất đa dạng và phong phú. Vâng, cái chương trình chia sẻ tháng 6 này thì tôi sẽ phát sóng liên tục từ ngày mùng 3 tháng 6 cho đến khi hết cuốn video. Nó vào quãng độ hơn 10 cuốn. Vâng, chào anh Bùi Toản nhé. Ở đây để chú giới thiệu một số tác phẩm bonsai vườn Bùi Toản đến anh chị em chơi cây trên toàn quốc. Vâng, yeah. Tác phẩm đầu tiên thì nhà vườn muốn giới thiệu một cái tác phẩm tùng. Vâng, đây là cái lô tùng La Hán mà đợt này các anh giao lưu với chúng ta, số lượng cũng tương đối nhiều đấy. Tôi thấy các anh để trên mâm xoay luôn một cặp luôn đây rồi đây. Đấy. Đấy, giới thiệu với các bạn là cây thứ nhất đây. Cây này qua cái thông số bonsai của anh Toản sẽ đo để chúng ta quan sát. Tác phẩm này là tùng nguyên bản chú ạ. Vâng. Nuôi từ nhỏ này, không vê bỏ gì này. Vâng. Rồi, vâng, anh đo cái kích thước thông số chú nhé. Nằm trong chỗ tròn các bạn nhé. Chỗ tròn vì là 34 cm. Vâng. Vâng. Anh hình gốc của nó là được 20. Vâng. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu là 36 cm. Ngang tàn là 56. Rồi. Và cây tùng giao lưu với giá bao nhiêu anh? Vâng, nhà vườn xin báo giá giao lưu cho anh chị em là tên là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Vâng. Tất cả báo giá của nhà vườn Bùi Toản là đều bao ship toàn quốc anh. Vâng. Và chúng ta không phải hỏi nữa là có bao ship hay không. Tức là tất cả các cái tác phẩm ở đây được báo giá bao ship toàn quốc. Chúng ta đi đến tác phẩm thứ hai này. Vâng. Cũng là cây tùng La Hán. Tác phẩm tùng La Hán. Và những cây tùng được làm từ nhỏ, không có cái hiện tượng vê bổ trên tay cành, trên thân. Đấy. Làm nắn nót tỉ mỉ ngay từ nhỏ luôn. Nhìn tán rất là bay, rất đẹp. Đặc biệt một tác phẩm này rất là đẹp các bạn. Mà chúng ta nhìn cái chân bệ của cây tùng này. Bộ gốc, bộ bệ rễ rất tuyệt vời luôn. Rồi, cái này anh đo thông số đi cái.
trong cái chậu chiều dài là 42 cm các bạn nhé. Vâng. Chiều ngang là 27. Chiều cao thì mặt chậu lên khoảng là 40 cm. Vâng. Chiều ngang tàn là bằng 65. Với giá báo bao nhiêu anh ạ? Vâng. Nhà vườn xin báo giá tác phẩm tùng là 3,8 triệu. Vâng, giá 3,8 triệu. Vâng. Rồi. Và đây là số điện thoại của bonsai Bùi Toản, gồm có hai số này, của anh Toản và anh Duẩn. Các bác liên hệ qua số nào cũng được. Chúng ta chuyển tiếp đến một cây rành rành. Một cây rành rành nhé, chúng ta giới thiệu với các anh chị em các bạn nhé. Một tác phẩm rành rành, nuôi từ nhỏ. Khéo quá nhỉ, những cái tác phẩm để bàn trà như thế này thật là tuyệt vời. À, tôi chắc một người bên là chú ạ. Vâng, những cây này thì không phải đo nhé, không cần, không cần đo đâu. Anh chỉ cần có cái thước trọng thôi chú nhé. Là một trọng tròn 25 cm các bạn. Được rồi. Với giá báo bao nhiêu? Vâng, nhà vườn xin báo giá tác phẩm là 1,8 triệu. 1,8 triệu. Vâng. Rồi. Chúng ta di chuyển đến một tác phẩm si này. Đây là những cây si búp đỏ hết đấy chứ anh? Vâng, là vâng. Si ta chuột búp đỏ chứ. Hay nhỉ. Nhỏ nhắn rất khéo nha, mà cũng rất là ưa nhìn. Làm từ nhỏ, cuốn ngay từ lúc còn bé đây này. Rụt diệt rất hay cây này. Rồi anh bê tay lên cái hay quá. Rồi và cây si này giá bao nhiêu anh? Dạ vâng, cháu xin đo sơ kích thước chậu chứ nhé, chắc là để mọi người nắm được. Làm trong chậu là chậu bầu dục oval là 36, chiều vâng. Dài chiều ngang là bằng 23 cm. Vâng, nhà vườn xin báo giá cho nuôi cây này là 2,6 triệu. Giá 2,6 triệu. Vâng. Rồi đẹp quá, ok chưa? Vâng, chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Thoạt nhìn cây mai tôi đã thấy từ dưới bệ gốc cho lên đến đỉnh ngọn này, những cái lu nó bò như ốc bậu lên. Một cây mai dáng trực mà lại rất thanh cao, nhưng mà lại có cái nét chung là cái tán lên, có cái cành nó đưa xuống rất dẻo, rất đẹp, nó phụ họa vào. Này là một tác phẩm lu quả công cũng nhé. Đây. Bò suốt như ốc bậu ấy, từ dưới lên trên. Kể cả cây tử vậy. Không còn một sợi dây ở trên cành thuốc. Vâng. Làm kỹ rồi, lâu rồi, nó chín hết rồi. Tháo hết rồi. Rồi, anh kéo thước đo coi. Chắc okay. Tầm từ mặt chậu lên tầm 1m3 chú. 1m3 chiều vâng. Cao này. Đây chú có cái làm chậu tròn các bạn nhé, chậu Đồng Nai, chậu tiêu ký này. Mà chậu phú bì là 58. Vâng. Chậu tròn đường kính 58. Vâng. Vành thân. Thân nữa là 40 chú ạ. 40. Vâng. Quá đẹp nha. Cái này báo giá bao nhiêu anh ơi?
Vâng, nhà vườn xin báo giá giao lưu với các bạn trên mọi miền Tổ quốc là 28 triệu. Giá 28 triệu. Vâng. Và cái này mà đóng ship đi cũng hơi thùng là cao đấy nhỉ. Vâng. Nói chung là nhưng mà thiện chí thì nếu mà trong vòng vài chục cây thì anh cõng đến cho người ta được. Không, cái này được gửi xe tải Bắc Nam được. Gửi xe tải Bắc Nam. Ờ. Cái này không đóng thùng được. Rồi, ok chưa? Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển một cái bonsai bàn trà nữa, một tác phẩm rành rành này. Một cái rành rành nhé. Cái chậu chậu đường kính bao nhiêu? Trong chậu tròn 26 cm. Vâng. Cây này giao dịch giá nào anh ơi? Vâng, nhà vườn xin báo giá giao lưu với anh chị em là 1.700.000. 1.700.000. Vâng. Rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển đến một cây tùng La Hán nữa. À, đều là những cái tác phẩm để bàn trà đây. Kéo ở ngoài ra. Ừ. Cái này để trong cái chậu lục giác. Vâng, chậu lục giác. Anh kéo cái bề ngang chậu này. Chậu 30. Và UV cũng nhất. Rồi. Chiều cao thì mặt chậu là 36 cm. Ok. Nó cũng là một người bê thôi. Cây rất khéo. Với giá bao nhiêu anh? Vâng, nhà vườn xin báo giá giao lưu là 2.500.000. 2.500.000. Vâng. Rất tuyệt vời. Vâng, nhiều anh em xem video cũng có bình luận phía dưới ấy, là riêng cái nhà vườn Bùi Toản ở Tân Hương Ninh Giang các anh báo giá hợp lý và đúng theo phương án mà chúng ta vẫn hay nói vui với nhau là ngon bổ rẻ. Đúng không anh? Thôi cố gắng phục vụ anh em. Bán số nhiều chút mình thôi mỗi cây mình kiếm mỗi cây một chút. Bán được nhiều cây thì cũng là đảm bảo cái ngày công. Và hai nữa là phục vụ anh em được cái luân chuyển. À, cây ở miền nọ miền kia nó rất là hấp dẫn. Di chuyển với cây tùng La Hán, chúng ta chuyển tiếp đến một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Vâng, lại giới thiệu với anh em một tác phẩm Mai Chiếu Thủy lớn nhé. Thôi dừng lại tí, dừng tí, dừng quay. Vâng. À. Tôi xoay cái toàn bộ từ gốc lên đến rồi anh lại quay sang mặt bên kia đi. Rồi rồi đo kích thước chuẩn của cây đi. Thế mà chiếu thủy tán bay thế nhỉ, luồn lực. Thành gốc là 56 chuộng. Vâng, ở vị trí đó là 56 này. Nằm trong chậu là chậu chậu Đồng Nai. Chậu tàu chú. Chậu tàu à? Vâng. Là chậu dài 58. Chiều ngang chậu là 42 cm. Rồi. Vâng. Chiều cao thì mặt chậu là bằng 43 cm chú. Ok rồi. Với giá bao nhiêu anh? Vâng, nhà vườn xin báo giá anh chị em là 18 triệu. Giá 18 triệu. Vâng. Cây được cái là rất liền lạt, không có khuyết tật nhiều. Mai chiếu thủy. Rồi. Nhà tiếp không khuyết chậu. Chậu sẵn chơi rồi. 18 triệu. Rồi, chúng ta
đến với bonsai Bùi Toản qua hai số điện thoại của anh Toản và anh Duẩn đây. Tác phẩm là giới thiệu anh chiêm là xanh quê. Vâng. Một cây xanh quê đây. Đấy, chị em mà chơi là chỉ có ngâm nước thôi. Và đây các anh đã chuẩn bị sẵn cái khay rõ đẹp đây rồi. Thế là bầu đất cứ để vào trong này thôi. Càng chơi nó càng già càng cô lại. Anh đo kích thước đi. Nằm trong khay chứ đẹp các bạn nhé. Rồi. Nằm bằng chiều dài 50 này. Chiều ngang của nó là 31 cm. Và chiều cao của cây thì mặt chậu 50 cm. Giá bao nhiêu anh? Vâng, nhà vườn xin báo giá ra đây là 1.800.000. 1.800.000. Rồi, tuyệt vời rồi. Vâng, tiếp theo thì nhà vườn biểu toán cũng là một tác phẩm si đấy các bạn nhé. Và một cái xi để bàn mà cứ du thịt lại hay quá nhỉ. Nhìn. Họ uốn họ làm từ nhỏ mà. Xi tay chuột. Này để chợ cái ang tròn, ang xi măng. Còn lọt lòng là 26 cm. Rồi. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu là 28 cm. Và cây xi này giá bao nhiêu anh? Dạ vâng, nhà vườn xin báo giá studio các anh em là 2.800.000. Giá 2.800.000. Vâng. Và quá đẹp. Và cây xi giá 2.800.000, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Chương trình giao lưu chia sẻ vườn anh Bùi Toản chúng tôi sẽ phát từ ngày mùng 3 tháng 6 cho đến khi hết video, và khoảng độ hơn chục cuốn để các bác biết trước để tiện việc giao lưu nhé.